Ê, xin chào anh em nhé, chào tất cả anh em. Đây, giới thiệu với anh em đây là một siêu phẩm. Đấy, chúng ta từ trước giờ thì cứ hay để ý Joyty hay Bicy. Đấy, tôi thì cũng ít có cơ hội giới thiệu với anh em. Đây là chiếc Geely EC820 anh em nhé. Đấy, hôm nay có cơ hội giới thiệu anh em về mẫu xe của Geely này. Đây, chiếc xe này thì nhập khẩu vào Việt Nam năm 2013. Đấy, anh em nhìn quả xe trông hầm hố. Đấy, đi một vòng để cho anh em ngắm phát nhá. À, ngắm phát đây cho nó nhìn chiếc xe nó hoành tráng này mà. Đấy, anh em nhìn trông hoành tráng chưa, có đường gân nổi dập từ phía tai xe vuốt ra đến tận đèn hậu nhá. Đấy, trông đuôi xe anh ấy, anh em nhìn trông hầm hố nhá. Quả gân này mà dán cái dây vào, dây chỉ vàng vào là quá đẹp luôn. Đấy, nhìn đít xe này, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên anh em ạ. Nay bác chủ salon này, bác mới nhập chiếc xe này về, đây là tranh thủ lên quay ngay để giới thiệu với anh em nhé. Anh em nhìn này, đấy, đây đi một lượt để anh em nhìn. Đấy, nghe loa. Nói chiếc xe này rất là đẹp, dáng rất là đẹp luôn mà lại to rộng rãi nhá. Đấy, đây à, mấy ông chủ cũng bác điện thoại ra review anh em này. Đấy, ơi, ta giới thiệu qua nhá về chiếc xe này này. Đấy, mặt ca lăng này, anh em nhìn này. Khá là to, lục giác. Đấy, với toàn bộ viền mạ chrome và điểm nhấn là ba cái làn chạy song song nhau đây, và cũng được mạ chrome anh em nhé. Đấy, logo của Geely to giữa đây. Cái logo này thì thế hệ từ năm 2013 sử dụng logo này. Còn những cái chiếc xe đời mới gần đây ấy, thì cái logo bây giờ nó sẽ là màu xanh và màu đen, không còn màu đỏ và màu đen nữa. Đấy, chiếc xe này đây, anh em nhìn này, cái chỗ này là để lắp camera 360 độ, nhưng mà chiếc xe này là bản thiếu nên không có camera 360 độ nhá. Đấy, đèn pha thì trang bị đèn pha reflector này. Đấy, halogen thôi, và barcode là bóng rời luôn. Đèn xi nhan thì vẫn là đèn halogen thôi. Đấy, nhưng mà phải nói cái thiết kế nó dạng bầu bĩnh của chiếc xe này nhìn nó rất là hầm hố. Chiếc xe này anh em biết hiện tại bây giờ giá nó chỉ đâu đó khoảng 250 triệu thôi anh em ạ. Đấy, đây là la răng này, 10 chấu anh em ạ. Đấy, lốp là 215/55R17, lốp Michelin này. Đấy, chủ xe này lên hẳn lốp Michelin luôn. Đấy, okay. Đây, gương là có cả xi nhan, nó sẽ rẽ trên gương ở nha anh em nhé. Chúng ta sẽ thử vào khoang nội thất xem như nào nhá. Đây, đây là phần nội thất của chiếc xe này. Chiếc xe này thì sử dụng chủ yếu là màu, hai màu đó là màu be và màu đen thôi. Đấy, toàn bộ thì vẫn là trên này là nhựa mềm anh em nhé, nhựa mềm.
đấy. Còn trên đây thì là bọc da này đấy. Đây anh em nhìn này, ghế điện nhá, ghế chỉnh điện luôn, ghế lái chỉnh điện đấy. Công nghệ gì quên đấy kìa. Gương điện, điện. Đấy, vô lăng này, bốn chấu, rất nhiều các phím bấm đấy, anh em nhìn này, vô lăng bọc da nhá. Tuy nhiên thì bây giờ nó cũng bị sờm rồi. Nếu mà anh em mua chiếc xe này về thì chúng ta đầu tư 500 nghìn bọc lại cái vô lăng này là đẹp, mướt luôn. Đấy, và cái bộ ghế này thì nó cũng đã bị nhăn và cũng đã bị xuống cấp theo thời gian rồi. Đấy, nếu mà anh em chơi chiếc xe này thì chúng ta phải thêm vài triệu nữa để chúng ta bọc lại cái dàn ghế của chiếc xe này. Đấy, cần số này vẫn là, đây là cần số zigzag anh em nhé. Đấy, số zigzag này, điều hòa tự động. Đấy, màn hình DVD này. Đấy, chiếc xe này thiết kế cũng khá đơn giản. Vì anh em biết là Geely này thì họ mua lại Volvo, thành ra là những chiếc xe này thì nó vẫn mang cái thiết kế của Volvo của châu Âu. Đấy, thiết kế không quá rườm rà. Mát lắm. Đấy, rất đơn giản. Anh có đi để em giữ chưa? Khá là bắt mắt. Đấy. Đấy, cũng được trang bị chuẩn trời thôi. Bộ thẻ kính này. Máy cấm. Đấy. Mà chiếc xe này đúng là của liên quan đến châu Âu, anh em nhìn này, thấy rất nhiều túi khí. Đếm từ nãy giờ cột A, cột B, cột C có hết. Đấy. Thực ra là cái này nó chỉ là điểm nổ thôi, chứ không phải là mỗi một cái này là một túi khí đâu. Đấy, sẽ có hai túi khí trước này cho hai bên này, và bên cạnh ghế này anh em này, cạnh ghế lái, ghế phụ và có túi khí, và toàn bộ cái cột A, cột B, cột C này là chỉ một túi khí rèm nó dài từ trước ra sau thôi. Những cái điểm mà có chữ cái airbag này, nó là chiếc xe này nó an toàn, bởi vì khi đâm bất kỳ ở góc độ nào thì túi khí nó cũng sẽ nổ. Đấy, không phải là đọc là cứ nhìn thấy nhiều chữ chúng ta bảo là túi khí nhá, thế nó không đúng đâu. Bác có đi đấy. Không? Có. Thế để em giữ đằng sau cho. Đây là nhà bác. Bác quay lại trước bình thường thôi. Thế thì tới lùi à, ngửa cái ghế này ra cho nó. Giờ để cho nó rộng góc luôn. Thôi, sẽ thử vòng nhá. Xem chiếc xe chủ à. Đã quay. Rồi, ok. Tí nữa về giới thiệu cho mọi người xem là cái máy này. Ui sướng thế. Cam gì nhỉ? Cam gì hẳn. Ngồi sau rộng đúng không? Vâng, ngồi sau thoải mái. Máy này chẳng ra phát mà 2.0. Đây, giới thiệu qua cho mọi người nhá. Chiếc xe này là được trang bị động cơ 2.0 đấy, của Geely sản xuất. Thực ra là Geely thì họ cũng phát triển trên nền tảng của Volvo thôi, chứ họ mua Volvo rồi xong chẳng nhẽ để không đấy, hơi phí. Nhưng mà nó vẫn mang thương hiệu Volvo đúng không nhỉ? Vâng. Option cũng khá hiện đại đúng không? Máy 2.0 của khỏe thế. Này 5 cấp, số 5 cấp. Thì khá là thích. Rộng rãi. Quá khó đấy. Bất đồng. À, bên ngoài 36 độ ấy. Vâng. Cái quay lên kia không cần phải quay em đâu. Chất nhá. Yeah. Thực ra thì
cái động cơ 2.0, nhưng chiếc xe này chắc thời ấy chưa được trang bị turbo. Ra nếu mà đạp mà nước ga ban đầu thì cảm giác khá nhạy, nhưng mà đạp về sau thì nó cũng không được vọt cho lắm. Nếu chúng ta đi ở tốc độ bình thường thì cũng khá là ổn. Đấy, mà đạp cái ga lên nó lên cũng không được vọt lắm. Đấy. Tối lấy đi tán gái. Nhưng nếu mà để ngồi rộng rãi rồi chắc chắn thoải mái thì thực sự chiếc xe này đáp ứng được nhu cầu đấy. Còn nếu mà để mà chúng ta đi đạp rồi tăng tốc rồi đua trên đường thì đây không phải là chiếc xe nhu cầu đấy. Biết là lắp lốp mít vào đi nó êm hay sao ấy nhỉ? Bốn lốp mít mà mình đi mình cảm giác không nghe thấy đi tiếng vọng ở đường lên. Cách âm với môi trường khá là tốt luôn, gần như không nghe thấy gì cả. Mình ngồi con xe này mình cảm giác bắt đầu có cảm giác là nó bị hơi mông lung một chút. Mình không biết là mình đang đi ở cái đường như nào. Có lẽ là trợ lực dầu nên nó hơi đầm chút. Đấy, nước ga ban đầu nó cảm giác rất mạnh, nhưng sau đó thì nó rất là bình thường thôi. Vâng, chúng ta đi gia đình thanh niên thì có lẽ nếu mà thích cảm giác thể thao dính lưng thì đây cũng gọi là chiếc xe để cho ra làm những việc đấy. Gia đình thì rất là ổn, êm ái này, thực sự là êm ái, cách âm tốt, rộng rãi, điều hòa mát lạnh, sang trọng, kiểu dáng đẹp. Những cái điều quan trọng nhất đấy chính là cái giá của chiếc xe này đâu đó chỉ khoảng 250 triệu, bằng chiếc Kia Morning đời 2010 rồi đấy. Chiếc xe đời 2013 nha anh em nhé, 2013 luôn mà bây giờ đi được có 13 vạn thôi mà giá chỉ có 250 triệu, bằng một chiếc Kia Morning đời 2010. Và Kia Morning nếu mà đi với chiếc xe này thì thôi bàn đến, nói thế tự nhiên hạ giá chiếc xe này quá. Chiếc này đi xa thì thực sự thích đi, không gian nó rộng rãi thoáng, nó không bị gò. Vô lăng này để bọc ra lại cái là ngon đây, hoặc là chỉ cần về mua cái úp cái bọc ở đây được. Chiều sướng nhỉ, nhận xong hát ra ngồi uống bia ấy.
rất tiện, tiện luôn. Để đây được không? Cho cứ để đi đi. Tí ông quay giờ, để tí ông một lộn. Cái con này này mở cửa điện.